Thưa quý vị, thực hiện từ ngày 31 tháng 7, đến nay, Đà Nẵng đã trải qua 15 ngày thực hiện giãn cách theo chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Về cơ bản, người dân thành phố đã tuân thủ tốt quy định cách ly xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân tìm mọi cách để ra đường, bất chấp các quy định phòng chống dịch bệnh. Đây là điều đáng lo ngại trong bối cảnh dịch vẫn đang diễn biến khó lường, phức tạp. Triển khai thực hiện giãn cách, hàng trăm chốt kiểm soát cứng lẫn mềm đã được các địa phương thiết lập từ các trục giao thông chính đến tận các kiệt ở các khu dân cư. Các lực lượng công an, dân quân, dân phòng đã được huy động tối đa để đảm bảo túc trực kiểm soát các trường hợp ra ngoài trong thời gian giãn cách. Ủy ban nhân phường đã xây dựng kế hoạch phân công lực lượng bố trí các chốt trên địa bàn phường và thành lập hai tổ cơ động đi kiểm tra trên địa bàn phường. Chủ yếu tập trung vào cái lỗi là không có giấy đi đường và ra ngoài không cần thiết. Trong trường hợp không cần thiết thì tập trung vào cái lỗi đó. Trong cái tình hình chống dịch cấp bách hiện nay thì cái vấn đề mà ngăn ngừa người dân ra đường á, để mà tạo cho người dân một cái ý thức về cao hơn về phòng chống dịch thì tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương này. Ghi nhận những ngày đầu thực hiện giãn cách cho thấy người dân đã tuân thủ nghiêm các quy định và chỉ có các trường hợp được cấp giấy đi đường mới ra ngoài. Tuy nhiên, thời gian sau đó, lượng người ra đường lại tăng lên và thực tế vẫn còn nhiều trường hợp tìm mọi cách để đi ra đường. Thậm chí là có đơn vị còn cấp thêm cho nhân viên của mình giấy đi đường được ký và đóng dấu sẵn để đem về phân phát cho người dân ở khu dân cư. Xác minh, làm rõ kẻ hở của công ty là không ghi họ tên, địa chỉ của người được cấp đăng giấy. Lợi dụng cái việc đó mà anh về trên khu dân cư mình và cho những người dân trong khu dân cư để thực hiện cái việc đi lạ, làm khó khăn trong cái việc thực hiện giãn cách xã hội. Trong 15 ngày thực hiện giãn cách, các chốt đã kiểm tra nhắc nhở cũng như xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm phòng chống dịch, bao gồm việc không đeo khẩu trang, dùng giấy đi đường không đúng quy định, ra đường không cần thiết. Trong khi đó, tại khu cách ly y tế ở 5 phường của quận Sơn Trà, người dân vẫn qua lại tiếp xúc với nhau, dù đây là khu vực có nguy cơ rất cao và thực tế đã có trường hợp lây nhiễm từ đây. Công an địa phương đã triển khai các lực lượng siết chăn, siết trong, chặt ngòi, vừa phối hợp các lực lượng là tổ chức 24 chốt giáp tranh với các địa bàn phường, đồng thời là tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo 24/24 để xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm. Thực hiện giãn cách một cách thực chất, ai ở đâu ở đó, và cái này thì phải cần cái sự hệ thống chính trị vào cuộc rất là mạnh mẽ, công tác giám sát và liên tục để nhắc nhở người dân, cũng như kèm các cái biện pháp về hành chính, đó là xử phạt. So với thời gian đầu, những ngày gần đây, số ca mắc mới COVID-19 của ngày có giảm, nhưng giảm ít, không bền vững. Trong khi đó, tại các địa phương đã xuất hiện thêm các chuỗi lây nhiễm mới có nguy cơ cao, vì vậy việc thành phố áp dụng biện pháp mạnh hơn là cần thiết lúc này. Ai ở đâu, ở yên đó, thì mới có thể sớm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.